Dạ, chào bà chị. Bà chị muốn tìm ai? Tôi tìm cô Hương. Nói với cổ là có bà Hai Lung ở Sài Gòn xuống đòi nợ. Thưa bà chị, ở đây chỉ có con The, con gái tôi, chứ không có cô Hương nào mà bà chị muốn tìm cả. Dạ dạ, bà tìm con đó ba. Bà ơi bà, tôi lại bà. Bà làm ơn trả tiền cho tôi đi bà. Ơi, nó thiếu tiền ai bao nhiêu mà chuyện gì vậy hả bà chị? Nó thiếu tôi 1.000 chưa tính tiền lời. Tiền của tôi là tiền ơn tiền nghĩa mà. Cổ nói lúc này làm ăn hỏng được nên mượn tiền gửi về ba mẹ xài. Cổ nói một tôi hay một, cổ nói hai thì tôi tin hai. Tại sao lại giả tôi gì hai? Bà chị bớt nóng. Còn có phải số tiền mà 2 tháng trước con gửi về cho ba má nó phải không con? Dạ ba. Bà chị ơi, bà chị vui lòng thư cho tôi vài 3 bữa, cha con tôi sẽ hoàn lại số tiền đó đầy đủ cho bà. Cái miếng đất sau nhà người ta đã ngã giá rồi, vài bữa nữa người ta chồng tiền rồi. Cái tôi y hẹn với bà chị vui lòng chờ tôi vài 3 bữa nghe. Dì hai, dì về trên trước giùm con đi dì hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Đừng có lo kéo tôi gì hết á. Cô nói sao? Cô gạt mẹ cha cô được, chứ cô gạt được ai? Bà chị, con gái tôi tội nghiệp lắm bà chị. Nó thương cha, thương mẹ, nó đi làm ăn xa, nó kiếm tiền về, có cha mẹ nó xài. Thế nó có gạt gì ai đâu, nó đàng hoàng mà. Ông ơi, ông tin con ông có ngày ông chết hả ông ơi? Dì hai ơi, con xin dì làm ơn về trển giùm con trước đi dì hai. Dì giết chết con rồi dì hai ơi. Buông tôi ra, tôi chưa đi đâu. Để tôi nói cho tan quan hết. Tan quan gì? Con mình mà không tin sao được? Con gái tôi nó đàng hoàng lắm bà chị à. Xí, đàng hoàng cái cụ lôi á. Ông biết con ông nó làm gì ở trên Sài Gòn không? Nó đi làm đĩa. Hả? Dì hai, sao? Muốn gì? Nè, tôi xí cô hồn, tôi xí bùm bùm cho cha con mấy người ăn giọng gì ăn đi. Thứ đồ đĩa mà. Xí. Trời ơi, tan nát hết rồi. Trời ơi, mày thiệt là như vậy sao thế? Mày hư hỏng đến vậy sao thế? Ba ơi, con giết cha, giết má rồi thế ơi. Mày không nhớ những gì ba má dạy sao thế? Nhà mình nghèo, thà cạp đắt ăn, chứ không để ai khi dễ, không ai bị nhổ vô mặt ba má mày. Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Ba tha lỗi cho con nghe ba. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên The của tao với ma mày đặt nó sâu lắm phải không? Mày đem luyện cái tên The, mày liền cái tên The, không khác nào mày liền một quãng đời trong sạch. Rồi mày lượm cái tên Hương ở đâu mày gắn vô? Sao cái tên Hương thơm tho là một quãng đời túi nan? Mày đi gọi nhà tao con quỷ. Oh.
tuy ba không nhai cơm đúc con từng bữa, nhưng ba đã từng quạt cho con từ ngày còn đỏ hòn đông nói. Con bước đi một bước, ba nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, ba mừng như ai cho vàng cho bạc. Mỗi khi con bệnh con ngó là ba lo ba sợ cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nó đến thầy này, miệng sao cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm khuya khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ trùng tìm cười trong giấc ngủ say, làm cho ba quên hết cả lao khổ đắng cay. Đã chồng nhấc theo bao tháng năm mà dài. Ba ơi, ba thương con lỡ một lần, ba tha tội cho con ba, ba ơi. Con ơi, cha mẹ nuôi con là mong cho con khôn lớn nên người, thầm giải gian sau này cho con được nên chồng nên vợ để con, để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ. Phải chi con đi buông gánh băng bưng hay là làm thuế làm mướn, mà con gửi về cho cha mẹ một gói thuốc rê, một lá đầu heo hoặc là một miếng cao khô. Những vật đó nó quý hơn vạn lần những đồ dở bẩn, những dùng ngâm lụa là. Chờ tao, đứng dậy đi, bữa nay tao không đánh mày. Những cái nè, tiền mày gửi về má mày hai đồng của tao. Tao tam, mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà. Ba ơi, người đang đứng nói chuyện với tao tuy xác là con the, nhưng tâm hồn con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo nhà tao. Tao cũng tin rằng mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem chiếc chân đi bán khắp người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Cháu ơi, cái đồ quần mắt dài, đừng léo anh về đây mà làm nhục tổ tông. Thôi, 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 đừng có lại lục gian sân. Ba tha tội xin ba đừng giận, con làm chuyện chi tất cả chỉ vì lòng con hiếu đạo. Mày đừng có đem hai tiếng hiếu đạo đó để nói với tao. Không có hiếu đạo nào bắt con phải làm vậy. Mà những người cha mẹ, những đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liêm sỉ. Mày đi ra khỏi nhà tao. Ba ơi, những đồng tiền con gửi về cho ba mẹ cũng giống như những lời con sắm môi. Mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm. Thank you.
tiền đó nó không có ai xuôi bay, ai đưa đường dẫn lối cho bay. Có làm thì mà chịu, có làm thì mà chịu. Mày nghĩ đi, sao mày nói hoài vậy? Mày nói nhiều, mày đi đi, tự hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn lang thang ở đó, tao tự dẫn tao chết cho mày vừa lòng. Mày đi đi.